Thưa quý vị, trong sân chúng ta hiện nay là nhóm chó đực trên 15 tháng tuổi. Có 6 con chó trong nhóm thi này. 7 con. Anh ấy vào đi anh. Một con ở số báo danh 65. Chúng ta thấy là con 65 là nhìn thấy nó cũng là rất là yếu, và nó bị bệnh. Như kiểu bị say xe. Trọng tài muốn nói là không thể tự ý mình dắt con chó ra sỏi xanh để bỏ thi. Nhưng nếu mình muốn bỏ thi thì mình phải đến để báo cho trọng tài ban tổ chức biết. Có sự cho phép của giám khảo. Khi mà nó trở lại thì giám khảo nhìn thấy cái thể trạng nó bây giờ thì giám khảo là không đánh giá nó nữa, có nghĩa là nó không có là không đạt. Chúng ta có hai con tiếp theo, cả hai đều là con chó to. Cần thử cái phần to khỏe hơn nữa vì đó là chó đực. Và cái sự di chuyển của nó cần phải có cái năng lượng nhiều hơn nữa, chạy mạnh mẽ. Hai con số 61 và 54 là được danh hiệu là SG, tức là Very Good. Số báo danh 56. Kích cỡ cho trung bình một chút, có cái thể trạng tốt khỏe, có cái nó rất là ấn tượng. Bờ vai nó cần phải dài thêm, nó bị cỡ phía sau một chút, mái mông cần phải dài hơn. Có cái ngực rất là cân đối và tỷ lệ tốt. 5461 là SG, AB Verhoop. Có cái gốc chân tốt. 5461 là Verhoop. Đánh giá đâu? Đánh giá từ dưới lên. Gốc chân sau, hai cái khuỷu chân nó cần phải chắc chắn hơn nữa. Cái hai cái khuỷu chân nó nhìn rất là tương đối yếu. Khi mà nhìn lúc mà nó đang đứng như vậy thì nhìn thấy có lẽ là nó rất là mạnh mẽ, nhưng mà khi mà bắt đầu nó chạy thì bắt đầu là nó thể hiện là có thể là nó yếu dần, nó không có mạnh mẽ giống như là đang đứng là mình thấy nó to khỏe, nhưng mà khi chạy thì nó nhìn nó yếu, nó không được chắc khỏe. Và số báo danh 58. Có kích cỡ trung bình, có thể lực khỏe trung bình, có mảng màu rất là tốt, có đầu tốt nhưng mà cần phải to hơn nữa, có cái bờ vai tốt, mái mông tương đối ngắn và nó hơi bị dốc một chút. Có cái bộ ngực phát triển tốt, hai chân trước thì hơi bị chỏi một chút ra ngoài, có các gốc chân tốt, nó di chuyển rất là tốt, rất là đẹp và nó thể hiện phần bài thi rất là tốt. Và bốn con chó 56, 58, 60 và 64 đạt danh hiệu là excellent, rất tuyệt vời. Và con lô 60 rất là mạnh mẽ, có tỷ lệ rất là tốt, có cái đầu rất là to khỏe, nhìn rất là đẹp lúc mà nó đang đứng, có phân thân rất là tốt, có gốc chân trước rất là tốt và các gốc chân sau rất là tốt. Ban đầu thì nó đã được gọi vào là đứng phía trước đó.
có thể cắn nhau không anh? Chảy máu mồm ấy à? Bảo như vậy nhưng mà khi mà nó răng, khi mà nó chạy á, cái con đầu tiên thì nó chạy mạnh mẽ hơn, đẹp hơn. Và đó là chú chó rất là tuyệt vời, very excellent. Thể hình của nó rất là đẹp trong cái nhóm thị ở đây. Cái gương mặt đầu mặt của nó rất là đẹp, rất là ấn tượng và có đường lưng trên và đường bụng rất là tốt. Có rất các góc chân tốt. Going and coming is absolute correct, and the move very free and powerful. Nó di chuyển rất là đẹp và khi mà nó trình bày bài thi rất là tuyệt vời, có bước chạy rất là đẹp. Is can make better out of me in breathing, but he must look for the size. The dog is oversized, but is you must the breeders must look for this. But he can make better animals. Và nó khi mà chúng ta dùng cho nó như nhân giống á, thì chúng ta phải để ý tới cái kích cỡ. Nhưng mà nó là con chó cho, sẽ là dùng để nhân giống rất là đẹp và cho con rất là đẹp. Nhưng phải lưu ý cái kích cỡ. Vì khi mà mình lưu ý cái kích cỡ á, thì mình sẽ có những cái đàn chó con rất là đẹp để mình nhân giống ra. Thì khi nhân giống giám khảo viên là chúng ta phải lưu ý cái kích cỡ của nó. Tức là con chó mẹ phải có kích cỡ nhỏ hơn, cũng đang nhỏ. Vừa phải thôi, em quay chó mà. Cho tí bóng đi. Anh ra nhà Nam. Bây giờ